Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi review một sản phẩm cái này thì của hãng Nhất Mộc Hương mọi người nhé. Hồng nhan phấn, thực phẩm bổ sung hồng nhan phấn, bí quyết sáng da trẻ hóa cơ thể người ạ. Hồng nhan phấn này thì là thành phần cho một gói 3g là đường trắng này, vitamin C, collagen này, cao, colo hội, sâm tố nữ, rau nho, tảo xoắn và cần tây. Phụ liệu là chất bảo quản hương liệu tổng hợp vừa đủ một gói 3g collagen mà giúp tăng độ đàn hồi, độ ẩm của da, vitamin C kích thích tổng hợp và duy trì sức bền của các tế bào da, chống lại sự lão hóa, sâm tố nữ. Các hoạt chất sinh học như estrogen hỗ trợ cải thiện thiếu hụt nội tiết tố nữ. Đối tượng sử dụng là phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Cách dùng là uống một gói trên một lần, ngày uống 2 lần, pha một gói với 500ml nước ấm, lắc đều cho tan, có thể thêm đá lạnh tùy theo nhu cầu sử dụng. Sau khi pha nên uống trong ngày, sử dụng liên tục trong vòng 1 đến 3 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Nơi khô ráo, bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 25 độ C. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Bách Y Sâm. Đây là sản xuất tại Việt Nam rồi nhé. Để mình bóc cho mọi người xem trong này có cái gì nha. Cái này là của công ty Nhất Mộc Hương người này. Tên sản phẩm là Hồng Nhan Phấn mọi người nhé. Mình sẽ bắt theo đây mọi người xem nha. Xem cái này có cái gì. Đây nha mọi người, 60 gói mọi người ạ, mà một ngày 2 gói. Một gói như thế này thì các bạn pha với lại 500ml nước ấm và mọi người uống. Một gói 3g nha mọi người. Đây. Hồng nhan phấn mọi người này. Cái này uống cái này vào thì sẽ giúp da trẻ hóa này, đàn hồi da này. Giữ mãi sắc xuân. Một chiếc hộp. Đây là hộp ở trong mọi người nha. Đây. Đây là hộp ở trong nha mọi người nha. Nó trở thành 6 năm như thế này nha mọi người. Chưa thành 6 năm nữa mình lấy và dùng dần nha. 6 năm mỗi ngăn 10 túi là sẽ thành 60 túi. Các bạn dùng dần. Đóng gói như này thì nó rất là sang nha.
tài sắc như thế này. Tên sản phẩm là hồng nhan phấn mọi người nhé. Này là mình mặt mình đang bị mụn mọi người, nên là mình phải mua để mình uống để mình cải thiện. Làn da chưa đến tuổi lão hóa mà mặt mình đã nhăn nheo hết rồi mọi người. Đây này, đây là cái thành phần nếp nhăn nhiều nhất của mình, hai cái rãnh cười này. Vì bản thân của mình cười rất nhiều mọi người ạ. Mình cười nhiều đến cái mức mà mặt mình nó lên hẳn hai cục cơ ở đây. Cười nhiều mà lên cơ luôn các bạn ạ. Cái mặt mình lên này, hai cục cơ ở đây nó trồi lên, xong rồi rãnh cười nó sâu, nó in hẳn vào đây mọi người này. Đây, nó làm cho mình già đi so với lứa tuổi của mình bao nhiêu các bạn. Hôm nay mình về quê, mình ngồi với mẹ mình mà người ta đi ngang qua, người ta bảo là mình là em gái út của mẹ mình. Biết không, mình thật là buồn các bạn. Mẹ mình năm nay 63 tuổi mọi người nhé, mà mình mới sinh năm 93 thôi, 30 tuổi. Mà người ta nhìn vào, người ta bảo mình là em gái mẹ mình. Người ta không thèm nhận con mà thèm, mà người ta chỉ nghĩ là mình là em gái mẹ mình thôi các bạn. Mình đau đớn quá đi. Thế là mình phải mua ngay cái bụng này thì mình uống vào để mình bổ sung, làm trẻ hóa làn da. Và mình nghĩ là mình sẽ không cười nữa, để cho cái rãnh cười này nó bớt cao lên, cái cơ chỗ này nó tan đi mọi người. Rãnh cười của mình cười mà cái mặt của mình eo nó tạo thành một cái nếp nhăn to đùng vào đây mọi người này. Có thể tham khảo sản phẩm này về để uống cho nó trẻ hóa làn da nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.